cơm rang sạch sẽ. Xin chào các bạn, hôm nay nhà mình bị mất điện và mình có sẵn một cái nồi cơm nguội đây các bạn này. Cơm nguội nhá. Mình đã bóp nó ra và ăn luôn cả cái cháy này, tại vì cháy nó cũng gọng mềm các bạn. Mình sẽ sử dụng luôn. Mình sẽ sử dụng, đây là 4 quả trứng này. Mình sẽ dùng 4 quả trứng này cho số cơm. Bây giờ mình sẽ đập lấy cái lòng đỏ của trứng. Mình sẽ chặn lòng trắng ra. Ok, lòng đỏ trứng mình sẽ cho luôn vào cơm nha. Ok. Nó nặng quá, nó tọt xuống các bạn ạ. Rồi, không sao. Đổ tiếp vào đây. Bây giờ mình sẽ trộn đều cái trứng này với cơm này. Cảm giác thì 4 quả trứng vẫn ít. Đây, quả trứng mình đã mang thêm ra này. Bạn ơi, trên thớt của mình là hành khô này, cà rốt và đỗ xanh. Mình cho nó, nói chung là cho cái cơm nó đẹp đẹp tí. Rốt thì mình có ghi sợi dây trắng ở giữa nghe về hơi già là sao. Không nghĩ là nếu cho cà rốt các thứ này vào xào cùng cơm, cà rốt có chín không? Qua đây mình sẽ sử dụng xúc xích này nhé. Đây mình sẽ sử dụng một chút xúc xích Việt nha. Cái này là xúc xích Việt Nam. Cái xúc xích này sẽ thái tròn này. Và cái xúc xích này sẽ thái chéo màu hồng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu rang cơm nha. Để bảo cho rau nó chín thì mình sẽ xào qua cà rốt và đỗ. Thực ra thì cho vào cùng cơm nó cũng nghe chín thôi, mà các cháu nó sợ ngán mình sẽ đảo. Cái này thì là tôi thích ăn liền luôn mà, không mà không sao cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Mình sẽ dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.